Ông Chính ơi, thì hiện nay là con biết ông là làm nghề bên nhạc lễ. Vậy thì khi mà sáng chế một cây đàn như thế á, thì gồm có linh kiện điện tử rồi gỗ rồi những cái sừng như cái cây cần ở đây, thì nó là được làm bằng sừng trâu, thì chi phí tốn kém nó cũng không phải là ít. Vậy thì cái nguồn kinh phí ông Chính ở đâu mà ông Chính lại có để mà sáng chế như thế? Thì mình làm đâu phải làm liền một lần được, tại mình phải làm bây giờ có tiền rồi thì mình đầu tư vô, đầu Dạ. tư làm 50%, 200% gì cái đầu tư vô ai chừng nào xong thôi đó. Như cái này là cái vàng này là 1 triệu rồi nè, Ồ, trời thì ạ. 200 Ông Chính ơi, thì hôm nay đi con với lại chú Phước qua bên đây để mà tìm gặp ông, để mà diện kiến ông với một cái là thầy đờn. Ngoài ra thì ông Chính còn là một người sáng tạo ra những cái cây đàn có 102 ở nước Việt Nam mình. Ông Chính tại sao ông Chính lại nghĩ rằng mình lại sáng chế ra những cây đờn như thế này? nó cũng phải nhờ cái nhiều năm. Dạ. Thứ nhất là trong cái nghề đàn của tôi á là trên 50 năm rồi, tính ra 13 tuổi học, 17 tuổi nên nghề, hiện nay là 71 thì tính ra 55 năm, khoảng đó 55 56 năm, trên 50 năm thì tôi biết đàn trên 10 loại đàn, cây đàn nhỏ, đàn lớn, đàn trai ở đâu tôi đã nắm âm sắc nữa, tôi nắm cung bậc nữa, cho nên tôi mới phát minh, tôi sáng kiến ra, tôi nói bây giờ cái độc quyền mình chế phải bằng 5 cộng, nhưng mà phát minh trước trong cái ý tưởng nha, trong đầu mình mới sắp đặt một cái lịch trình, một cái kế hoạch của nó, mình lên thử coi, mình vẽ cái sơ đồ trước, vẽ xi ma trước, ai vẽ gì vẽ mẫu nhỏ nó cầm cái vậy đó. Cái lúc đầu thì mình đưa qua đây thì kéo không được, lúc đầu tính đang nằm ở đây không được là không được, đưa không được chuyển lại bên đây mình đưa này, chứ mình nếu bên đây là định gạch là không được đó, cho nên mình đưa qua đây thì tôi tính là thay từ đợt lục quyền nó có chỉ tôi suy nghĩ, tôi nghiên cứu người ta vậy đó, nó chỉ đợt lên 1 giây, đợt lên đây 1 giây. Này là chính giữa là một nửa nè, Dạ. đây 1 thước, đây nó năm năm tấc nè, Dạ. 5 tấc ở đây, nó 7 tấc ở đây, cũng là đây đông cộng, đây đây là bằng nhau nè, Dạ. âm thanh đó, Dạ. cho nên muốn đờn lên cũng được nè, đờn lên xuống được. Dạ. À, tôi nghiên cứu là cỡ đó, là cái tay đờn đọc quyền đờn lên mà tôi cũng đờn lên, tôi đờn xuống này cũng vẫn vậy à. Đó là thứ nhất. Rồi bắt đầu tôi nghiên cứu được từ cung bậc đó, không cung bậc này ví dụ tay rê rê là tôi phải kiếm ra chữ rê rê bắt đầu đó, mà tôi phải làm ngắn đoạn rồi. Cái này đó cái này liếu thôi, liếu 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 sang liều đó, rồi tôi mới lấy cái độc quyền nó thấy tôi lấy cung bậc có từ liều ra này c liếu, thì thấy đây đây là cái dây đây là nó 5 tấc nè, vừa lên này nó lên 7 tấc, cái lên bắt đầu tôi muốn lấy 5 tấc nè, 7 tấc Dạ. à, lấy kế hoạch tôi đưa một xi ma rồi tôi tính cái bằng con số của nó chứ đúng không, Dạ. nó rồi tôi nghiên cứu bây giờ cái thằng đó nó nằm vậy cái dây loại nào mà để vô được, nếu mà ngắn ngắn quá mà dây bự quá thì không có lên nổi. Đó, cho nên cũng nghiên cứu trong các loại dây đờn thì từ 1, 2, 3, 5, 7, 9 gì đó, thì ra là cái dây lớn, dây nhỏ, dây nhỏ thì nó mới lên dây cao. Đó, cho nên nghiên cứu từ cái đàn dây trước. Cái đàn dây này thì bầu là 40 nè, dây thì 35 nè, rồi đây dây 3 trồng của cổ nhạc nè, dây 2 của dây đồng điện mà trong nhạc nè, đây dây 1 của đó. Phải nghiên cứu, không có dây là đờn không được, cho nên phải nghiên cứu từ cái bộ dây nó. Coi cái nó là nằm cái loại đó dây số mấy, nó 17, 15, 10, mấy, 40, 30 vậy đó, rồi nó nằm nghiên cứu từ cái đàn dây, từ lên cái độ căng của nó mới lên nó được. Ông Chính đã sáng chế đàn này từ khi nào ông Chính? Cái ý tưởng này thì cũng mới đây à. Ý tưởng này thì đờn độc quyền thì đờn trước rồi, ông già tôi là đã đờn cho nó biết rồi, thì ý tưởng này tôi cũng khoảng 30 năm rồi. Sau này vì có ý tưởng trước về đây 20 mấy năm, nhưng mà mình không có điều kiện, tại sao mình phải an cư mới lập gì? Có một chỗ mình mới làm được, chứ mình đi đồ má
thương hết 2-3 ngày, một ngày nó di chuyển thì sao làm được đó, không để giùm mướn thợ nó làm cái mẫu mã, không để mình trở lại mình đi xa không đi trở lại, cho nên về cái tôi vẽ đồ xong đồ ra, về đây có sẵn xưởng gỗ rồi đó, thì vẽ cắt cho tôi. Vậy cắt. Thì dạ, vậy thì hiện nay ông Chính đã sáng chế được bao nhiêu đứa con tinh thần của mình rồi? Đạn ha, dạ. Đạn ha, tính là nhiều à, tôi nhiều nhiều đợt lắm, nhiều đợt lắm rồi tôi nhiều cái tôi bỏ rồi tôi làm rồi cái khác mà nhiều đợt lắm, tính ra cũng có trên 50 cây á. Là mẫu mã khác nhau hết không Chính? Khác. Dạ. Trên 50 á. Trên 50 cây mẫu mã khác nhau. Khác nhau. Vậy thì ông Chính khi mà ông Chính sáng chế đàn như thế thì trong quá trình ông Chính là nghệ sĩ, là một nhạc sĩ thì về thủ công của nó thì nó đối với ông Chính nó có khó khăn lắm không? Nó cũng không khó khăn gì, khi mình đã nghiên cứu mình trước rồi mình nhờ anh xưởng mộc nó cắt ra cái phần lớn. Dạ. Yeah. Mình về chỉ mài vũa làm phần nhỏ nhẹ thôi. Cái biết có mài cái mấy cái cắt giữ lại cái mũi khoan đủ rồi. Cái đục mấy cái đục xong. Dạ, ông Chính ơi, thì hiện nay là con biết ông là làm nghề bên nhạc lễ. Vậy thì khi mà sáng chế một cây đàn như thế á, thì gồm có linh kiện điện tử, rồi gỗ, rồi những cái sừng như cái cây cần ở đây, thì nó là được làm bằng sừng trâu. Thì chi phí tốn kém nó cũng không phải là ít. Vậy thì cái nguồn kinh phí ông Chính ở đâu mà ông Chính lại có để mà sáng chế như này? Thì mình làm đâu phải làm liền một lần được, tại mình làm bây giờ có tiền rồi thì mình đầu tư vô. Dạ. Đầu tư làm 50-100, 200-300 thì cái đầu tư vô ai chừng nào xong thôi đó, như cái này là cái vàng này là 1 triệu rồi nè. Ồ trời, 200 mà 5 tháng là 1 triệu rồi. Cái những cây đây là sừng trâu rồi, sừng trâu. Dạ. Một cái cần về cái ống là 200 ngàn, nó dài lắm, cái cần là 120 nè, còn sừng đó. Còn cái này ống thì 80, cộng 200 mà 5 cái là 1 triệu rồi. Lúc mà ông Chính sáng chế đàn như thế đấy thì cái nó kinh... bán sẵn, dạ, nó dạ, bán sẵn, dạ. Còn đơn nó bán sẵn cho mình vui, chỉ nghiên cứu rồi mình lắp vô. Rồi nó ảnh lẻ cho mình lắp. Nó ảnh hưởng đến cái kinh phí, cái cuộc sống của mình thì bà Chính có phản đối gì không ông Chính? Có cự. nhưng mà đam mê thì tôi khỏi cần. Tại vì tôi chế xong có tôi chơi được còn đó, của tôi. Tôi chế là của tôi chứ không có của ai, đúng không? Thì cái của đó của mình. Đồng ý không bán được nhưng vẫn là cái của mình bán cho bước. Lý tưởng, cái lý tưởng đam mê của mình. Có thể về vật chất của mình nó bị hạn hẹp một phần nào đó. Về tinh thần là dạ. Ok. Dạ. Không ai có. Nghĩ vậy đó, không ai có cái đồn như tôi. Đó là một cái niềm tự hào rồi đúng không? Chứ không cần gì phải bán nữa. Dạ. Đam mê cho bước, không cần nói về đam mê nữa, tức là không cần. Có nhiều khi mình không có tiền nhiều thì mình đầu tư lần 50-70 mua giấy nhám, mua keo, mua gì đó. Bây giờ cái này nó mới cắt được 100-200 ngàn rồi mình làm cũng dành dụm mình từ từ mình làm. Còn gỗ thì cũng ra xưởng gỗ, thiếu mình lựa gỗ thì cắt cho mình đưa mẫu cắt là nhưng mà cũng phải tốn chứ. Ví dụ như tại vì người ta mua cái đàn ngoài không có, cái đàn ở ngoài dụ nó bán cái giá của nó 2 triệu nhưng mình làm ở nhà 1 triệu rồi thì nó phải lời 1 triệu rồi. Dạ. Nhưng mà nó khác kiểu mà cái đúng cái ý thích mình chơi nó lại được. Còn bán rồi về tiệm về mình chơi có 1 kiểu rồi, nó có nhiều kiểu. Tại cái đam mê thích chị chứ còn thôi để mình mua ra tiệm mình mua cây đờn về mình đờn chơi thì vẽ rồi. Nhưng mà không chịu. Là chế rồi đó. Chế vì đam mê mà. Nó hết cái này đợi kia là một lượt một bài rồi, một cầu bông vàng được 3-4 cây lên chơi vậy thôi. À ông Chính ơi. Dạ. Thì khi mà ông Chính ở nhà thì mình gặp về cái vấn đề kinh phí, với lại đối với bà Chính thì cũng có phản đối. Vậy thì đối với xã hội thì lúc mà ông sáng chế đàn đó thì ở xã hội có những người mà chung nghề với ông Chính đó, họ có phản ứng gì không? Không phản ứng gì hết. Họ khen ngợi, nhưng mà với lại ví dụ như ta không mua thì không dám mua, nghe là thích lắm rồi kêu mình đợi người thì nhưng mua không dám mua. Tại vì ví dụ người ta biết bây giờ không phải khinh thường người ta biết một cây đàn nghệ toa là cây sến là nhiều lắm, là nhiều lắm cây cọ thôi, theo như mình chế vậy á, để giờ người ta bán 3 cây đàn thì bao nhiêu tiền mua 3 cây đàn, nếu mua 3 cây đàn thì ít lắm mới 5 triệu bạc, còn người ta nhiều rồi, sến nhiều rồi, nhiều cọ nhiều cũng là cỡ 5 triệu, người ta có dám bỏ cái tiền 5 triệu tôi mua cây đàn đó thì tôi mua một cây vậy đấy, không mua 5 cây ra chơi cái mang chỉ lùm xùm vậy nè. Đó, đúng không? Đó. Thì thay vì định giá cái đàn người ta mà dở nhất cũng 2,5 triệu đi. Cái loại thường còn cái hạ quy di cũng phải 1,000,000 nữa. Rồi cái kìm cái sến này nó cộng vô thì nó cũng có 4-5 triệu bạc. Đúng không?
mà giờ giờ có nhiều người ta biết rồi, người ta không lẽ ta mua chỉ ba cây ta như chôn tiền đó rồi mang khờ khơ vậy. Tôi là thằng chờ. Dạ. Đại số đã. Ông Chính ơi, bây giờ ông Chính có thể giới thiệu cho con về những cái sản phẩm mà ông làm ra là những đứa con tinh thần của mình. Trước mặt đây là cây đàn gì hay ông Chính ha? Cây đàn này ngục ngủ quân quyền. Dạ. Cây đàn đợt này là cái đàn là tôi làm được cái đợt thứ hai ba con đợt. Đàn trước là bên Cali Phục Nha nó qua nó phỏng vấn á, nó là cây đàn kia nhưng mà có cái dàn nó mọt ăn hết rồi. Chỉ có cổng rồi. Việt Nam độc quyền, tôi cổng chữ Tàu nha. Yeah. Ngủ quân quyền. Cây này là cây ngủ âm quyền. Ngủ âm quyền mà thì tôi để tôi cẩn được chữ Tàu nghe, tôi viết chữ Tàu được, tôi cẩn bằng cái mấy cái đĩa CD rồi tôi cắt ra tôi cẩn nhỏ vậy đó. Việt Nam độc quyền nghe, thì Việt Nam chỉ có cái đệm độc quyền đó. Đủ quyền nhưng mà cổng giống bên thằng Mỹ thì nó qua tôi dám nói Việt Nam độc quyền nó lớn vậy. Ngủ quân quyền thì nó bắt mới được đâu. Gọi là mình thì gọi là cây độc quyền năm cần. Là ngủ quân quyền. Dạ. Nhưng mà tiếng là độc quyền, cái âm độc quyền độc nó nhưng mà nó khác cái chỗ mà song thinh nữa. Chưa đánh lại. Nghe não nề. Ông Chính sẽ đàn bài gì cho con và mọi người thưởng thức. Sắm thưa rồi mấy ai nhỏ nhỏ vậy đó. Dạ, rồi con mời ông Chính. Nhỏ chứ. Dạ. Con nghe cái tiếng đàn mà nó não ruột, nó não nuột á, buồn đến nỗi. Quá buồn. Như mới thấy chiều sâu của anh, tức là cái bên ngoài á, anh rất là vui tươi. Đó là rất là nghệ sĩ lãng mạn, nhưng mà cái chiều sâu á thì về vô là tập trung hết 100 độ luôn á. Anh có một vô sống rất là chia sẻ con khi chú Phước cũng là một người giống như ông Chính thì sau khi nghe này chú cảm thấy sao? Cái người nghệ sĩ thì người ta cũng có một cái tâm hồn rất là sâu lắng, nhưng mà cái đối với anh Chính có một cái điều ảnh khác hơn mình là
ảnh lăn xả vào nghề nghiệp rất là sâu, quá trình quá dài. Nhưng mà cái quá trình mà đau khổ nhất là cái lúc mà ảnh sáng tạo ra, ảnh đã suy nghĩ rất là mệt mỏi, nhưng mà lúc tạo ra thì nó cũng bị thất bại, mà ảnh không nản, vẫn phải cố gắng để cho những cái tác phẩm ra đời. Đó là Bồ Hồn, đó là những đứa con yêu quý của ảnh, nó làm chính mình cũng yêu quý luôn. Bởi vì nhìn về mô hình mà những cái cách thức của ảnh thì ảnh sống nội tâm, rồi đồng thời là cái tư duy ảnh quá tốt. Mà cái tu tính để anh đó là anh bất bại, tức là anh làm tới nơi tới chốn, không rồi. Bỏ dở. Đúng nghiên cứu kỹ đó. Mà tôi làm hư tôi cũng làm cái bằng được thôi. Đó đó, cái quyết tâm tôi làm cũng thành công. Dạ. Cái nhiều khi nó làm nó đứt đoạn gian dở nửa chừng nó gãy chừng, nhưng mà tôi nghiên cứu tôi làm cũng từ chỗ đó tôi bắt đầu.